Xin chào mọi người, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh Nhà Tốt, Nhà Đất Hà Nội. Trong video này Ngọc Ánh sẽ quay và gửi tới quý vị một căn nhà tại Hà Trì, Hà Đông, Hà Nội. Với cái căn nhà này thì diện tích thực tế trên sổ đỏ là 53m² mọi người ạ. Với cái mặt tiền của ngôi nhà 3m83 và mặt hậu của ngôi nhà là hơn 5m. Với cái thiết kế của cái căn nhà này thì rất là hợp lý nha mọi người. Với cái vị trí có cái sân để xe riêng, cách với lại đường ô tô khoảng tầm 50m, ngõ trước nhà như thực tế quý vị nhìn ở đây nó khoảng tầm 2m2. Với cái căn nhà này thì diện tích rộng rất là hiếm luôn ấy mọi người ạ. Với cái diện tích 53m, hoàn thiện xong hết chỉ việc dọn đồ về và ở thiết kế. Ngọc Ánh đang đứng ở đây, đó là cái phần để xe, cổng riêng đây mọi người ạ. Đó, đây mọi người có thể nhìn thấy. Đây, ở cái phần để xe này là xây cao vượt hẳn lên ở phía phần ngoài của ngôi nhà, rất là thoáng, làm một cái trần kính này. Và cái phần cửa chính của ngôi nhà thì thiết kế là cửa gỗ đây mọi người nhá, cửa gỗ kính. Căn nhà này thì vị trí của nó đi lại rất là thuận tiện. Từ vị trí căn nhà này nó cách với lại trường trung học phổ thông Lê Lợi nó khoảng tầm 200m thôi. Đi lại giao thông rất chi là thuận tiện. Diện tích rộng, sổ đỏ đầy đủ, bàn giao nhà ngay đúng theo hiện trạng của căn nhà này là vừa mới dọn dẹp xong. Và cũng như là cái thiết kế hoàn thiện thì là có thể dọn đồ về và ở ngay. Với giá chào bán hiện tại của cái căn nhà này là 4.750.000.000 đồng, bao toàn bộ phí thuế sang tên, có hỗ trợ vay vốn ngân hàng. Với bác nào có nhu cầu, với cái căn nhà này hướng nhà cửa chính là hướng đông bắc. Và Ngọc Ánh ở đây đang đứng, đó là cái phần phòng bếp của ngôi nhà, thiết kế rất là rộng mọi người ạ. Đồng thời ở đây thì chủ nhà có để cho mình luôn một bộ bàn ghế phòng bếp này, một bạ bế ở phòng ăn ở đây. Cái không gian phòng bếp ở đây thì rất là rộng như quý vị nhìn thực tế luôn. Đấy, với cái căn nhà này có như thế nào thì mọi người có thể nhìn thực tế ở trên video là chủ đầu tư thiết kế rất là hợp lý với cái khổ đất, với cái thửa đất này. Diện tích thì chuẩn chỉnh, hệ thống trần thạch cao, đèn led chiếu sáng, tiết kiệm điện. Với cái tủ bếp này thì cũng đã được hoàn thiện xong hết, chỉ việc dọn đồ về và ở. Xung quanh bếp thì là ốp gạch, và với cái phần mặt bếp thì ốp đá đen granite. Này, chậu rửa, vòi rửa, phụ kiện bếp chất liệu inox 304. Từ vị trí căn nhà này nó rất là gần với lại chợ Hà Đông, gần với lại trung tâm hành chính quận, gần với lại cầu đen, cầu trắng, gần với lại viện quân y 103, bệnh viện ca Tân Triều, bệnh viện bỏng quốc gia, gần với lại bệnh viện đa khoa Hà Đông. Nói chung với cái căn nhà này nó gần như là trung tâm của quận Hà Đông rồi mọi người ạ. Đi lại giao thông vô cùng thuận tiện. Căn nhà thì lại được xây duy nhất một căn cho nên cái chất lượng mọi người hoàn toàn yên tâm. Ngoài cái phần để xe ở phía tầng 1, phần phòng bếp ở phía trong thì ở đây còn có một phòng vệ sinh. Phòng vệ sinh này thì đáp ứng cho quý vị cái công năng sử dụng về cái bồn cầu này, cũng như là cái lavabo và hệ thống máy bơm nước tổng lên trên 4 tầng sử dụng của cái căn nhà. Cửa nhà vệ sinh thiết kế là cửa nhôm hệ Việt Pháp. Đó, Ngọc Ánh review rất là chi tiết cụ thể đường hướng giá vị trí của cái căn nhà này và review từ tầng 1 cho tới lên tầng hết các tầng 1 của ngôi nhà rồi. Thì mời mọi người theo em lên trên khám phá tầng 2, 3 và 4 của ngôi nhà xem ngôi nhà này thiết kế ra sao. Trước khi mà bước chân lên trên phía trên tầng thì ở đây Ngọc Ánh sẽ giới thiệu với mọi người toàn bộ hệ thống tay vịn của trụ cầu thang từ phía dưới tầng 1 cho tới lên tầng 4, thiết kế toàn bộ là gỗ lim. Mặt bậc của bậc cầu thang ở đây ốp đá đen cổ trắng, thiết kế rất là tinh tế. Mời mọi người theo em lên trên phía trên tầng để khám phá xem là cái trên tầng này với cái diện tích như thế thiết kế nó như thế nào nhé. Và Ngọc Ánh đang bước chân lên trên phía tầng 2 của ngôi nhà thì tầng 2 của ngôi nhà thiết kế như sau. Đây là cái phần phòng khách mọi người ạ. Và cái phần phòng khách này thì chủ nhà có thiết kế luôn cho mình một bộ bàn ghế rồi. Đấy, bàn ghế như thế nào thì mọi người có thể nhìn thực tế ở đây. Và có cửa sổ thoáng hướng ra phía đằng sau ở phía phòng khách. Hệ thống trần thạch cao, thiết kế đèn led rất là đẹp. Ở phía đây, khu vực phòng khách này khá là rộng mọi người ơi. Đó, như Ngọc Ánh vừa chia sẻ thì cái phần mặt tiền của ngôi nhà là 4m và cái mặt hậu của ngôi nhà là 5m. Cái căn nhà này nở hậu và nhìn thực tế ở trên cái sổ đỏ thì nó có hơi chéo một chút về cái phần sau. Tuy nhiên chủ nhà đã thiết kế cái công năng nó phù hợp, mọi người có thể nhìn thực tế luôn. Đó, nó không bị chéo hẳn, nó rất là vuông ấy mọi người ạ. Đó, và mời mọi người theo em lên khám phá tiếp theo ở phía tầng 2 này. Thì đây cầu thang theo kiểu bậc cầu thang giật cấp và đây là cái phần phòng ngủ phía tầng 2 của ngôi nhà. Đây, phòng ngủ được lát sàn gỗ
Ban công mở hướng ra phía bên ngoài. Đây, phần ban công mở được và hướng ra bên ngoài. Phòng ngủ này thì được thiết kế luôn cho mình là một cái bộ rèm cửa mọi người ạ. Hệ thống trần thạch cao này, sàn gỗ lát phòng ngủ rất là hợp lý. Toàn bộ cái tông màu sơn chủ đạo của ngôi nhà này nó là tông màu trắng. Quý vị mà đi làm ở cái khu vực quận Hà Đông hoặc là đi làm khu vực quận Thanh Xuân thì cái căn nhà này đi lại giao thông rất là thuận tiện. Nó tính ra cách vị trí cầu đen, cầu trắng Hà Đông nó chỉ khoảng phạm vi bán kính khoảng tầm 1 cây thôi mọi người ạ. Đi lại thuận tiện lắm ấy. Và cái cửa thông phòng của ngôi nhà thì thiết kế toàn bộ là cửa gỗ lim, rất là chắc chắn. Ngoài ra phía tầng 2 này thì còn một phòng vệ sinh để đáp ứng cho quý vị sử dụng ở phía phòng khách và phòng ngủ. Thì phòng vệ sinh này là có đầy đủ cửa thông thoáng này, quạt gió này, hệ thống sen cây tắm nóng lạnh, bồn cầu liền khối và lavabo và đá. Đó, thiết kế đáp ứng đầy đủ công năng sử dụng theo từng tầng. Mọi người theo em lên trên phía tầng 3, 4 của ngôi nhà nhá. Còn anh đang đứng ở phía tầng 3 của ngôi nhà thì với cái căn nhà này tầng 3 thiết kế gồm hai phòng ngủ trước và sau, đồng thời phòng vệ sinh ở giữa, thì đây là cái phòng ngủ tiếp theo ở trên phía tầng 3. Tất cả các phòng ngủ đều có cửa sổ thông thoáng ra bên ngoài mọi người nha. Căn nhà này hướng nhà là hướng đông bắc. Đó. Tất cả các phòng ngủ của cái ngôi nhà này đều được thiết kế là sàn gỗ công nghiệp mọi người ạ. Đó. Và cửa thông phòng đây. Cái phòng ngủ phía trong này thì nó rộng hơn một chút so với phòng ngủ phía ngoài. Đây là phòng ngủ tiếp theo. Như vậy lên trên phía tầng 3 của ngôi nhà này đã có 3 phòng ngủ riêng biệt rồi. Đây, rèm cửa. Ống chờ dây, chờ áp, chờ điều hòa của tất cả các phòng đều được lắp đặt đầy đủ. Vị trí căn nhà này đi lại giao thông rất là thuận tiện. Với căn nhà này quý vị chi trả cho Ngọc Ánh khoảng tầm 2 tỷ tiền mặt. Phần còn lại ngân hàng sẽ hỗ trợ quý vị vay trong vòng tối đa là 25 năm và tối thiểu là 3 năm với những cái lãi suất ưu đãi nhất nha. Đây là cái phần phòng vệ sinh tiếp theo ở phía tầng 3 như vậy. Tầng 1 đã có một phòng vệ sinh, tầng 2 và tầng 3 cũng mỗi một tầng thiết kế một phòng vệ sinh riêng biệt. Đấy, đáp ứng công năng sử dụng cho quý vị theo từng tầng vô cùng hợp lý. Và phần còn lại tầng 4 của ngôi nhà, mời mọi người theo em lên khám phá nốt cái tầng cuối cùng của ngôi nhà nha. Với tầng 4 của ngôi nhà thì đây mọi người ạ, Ngọc Ánh vừa bước chân lên trên phía cầu thang này, toàn bộ ở đây là có cái ánh sáng trực tiếp từ trên cái ô giếng trời để lệch thoáng xuống cái khu vực cầu thang. Và tầng 4 của ngôi nhà thì thiết kế rất chi là hợp lý. Đây là cái phần phòng thờ của ngôi nhà. Đây, một cái căn phòng riêng nhỏ nhắn xinh xắn để làm phòng thờ. Tiếp theo ở phía tầng 4 mọi người ạ, là một cái phòng ngủ riêng nữa. Đây là một cái ô phòng ngủ tiếp theo, một căn phòng ngủ riêng. Như vậy với cái căn nhà này, diện tích 53m², thiết kế xây dựng 4 tầng, 4 phòng ngủ riêng biệt mọi người nha. 4 phòng ngủ riêng biệt, phần để xe riêng, phòng khách riêng, phòng bếp riêng. Trên phía tầng 4 của nhà vẫn có thêm một phòng vệ sinh nữa. Đây, đây là phòng vệ sinh ở phía tầng 4. Như vậy căn nhà này có những 4 phòng vệ sinh, 4 phòng ngủ, phòng khách, phòng bếp, sân phơi. Thì đây mọi người ạ, đây là phần sân phơi của ngôi nhà. Sân phơi riêng biệt luôn, rất là thoáng. Xung quanh vị trí căn nhà này thì dân cư vô cùng đông đúc. Đấy, đây là cái khu vực để máy giặt, sàn thoát nước, ống chờ. Và mọi người ơi, với cái căn này thì giá chào bán 4 tỷ 750 triệu đồng. Với cái diện tích là 53m², thực tế trên sổ đỏ, thiết kế và xây dựng 4 tầng, giấy phép chuẩn chỉnh, có hỗ trợ vay vốn ngân hàng tối đa 80% giá trị của căn nhà. Mọi người muốn tìm hiểu và biết thêm thông tin cụ thể hơn nữa về cái căn nhà này thì vui lòng liên hệ với Ngọc Ánh theo số điện thoại ở phía trên màn hình 0983013403 hoặc 0888041444. Mọi người xem video của em thì đừng quên nhấn vào nút like để ủng hộ cho em, đăng ký kênh để có thể là những quý khách hàng đầu tiên cập nhật được những thông tin bất động sản mới nhất từ Nhà Tốt nhá. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người ở những video tiếp theo.